Theo thống kê, năm ngoái có đến 653 vụ đụng xe mô tô gây chết người do người điều khiển xe vi phạm luật lệ giao thông hay bất cẩn bị xe đụng, chiếm 44,82% tổng các trường hợp tai nạn xe cộ. Nhằm giảm thấp tai nạn đụng xe mô tô, Tổng cục Công lộ Giao thông Đài Loan thúc đẩy kế hoạch mở lớp học thì lấy bằng lái xe mô tô. Người tham gia lớp học này sẽ được trợ cấp 1.000 đại tệ khi thi lấy bằng lái. Số tiền trợ cấp này chiếm 1 phần 3 học phí tham gia lớp thi bằng lái xe. Hiện nay, lớp học thi bằng lái xe mô tô tổng cộng có 16 tiếng đồng hồ và học trong vòng 3 ngày. Trong đó có 6 tiếng học lý thuyết, 10 tiếng luyện chạy xe để thi. Một cô gái cho biết, thường một mình tập chạy, sau đó thì tự đi thi. Một phụ nữ khác cho biết, có người chuyên môn dạy thì quá tốt và đó cũng là một thể nghiệm. Nhằm nâng cao sự an toàn, hiện nay chính phủ trung ương biên liệt 8 triệu kinh phí và sẽ thực thi trợ cấp từ ngày 16 tháng 4 trở đi khi người dân báo danh tham gia lớp thi bằng lái xe mô tô thì chúng ta mở lớp sẽ ra trước 1.000 đại tệ cho học viên hy vọng qua đây có thể giảm thấp tỷ lệ xảy ra tai nạn xe cộ khi chạy xe mô tô